Longship, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ. Là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Longship còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Longship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 2 tháng 8 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bầu Đức gửi thư cho cổ đông chỉ rõ ngành nghề chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai. Lợi nhuận Vietcombank bất ngờ giảm sâu, lần đầu tiên đứng dưới VPBank, Techcombank. Tesla của Elon Musk thiệt hại vì đầu tư Bitcoin. Vingroup gấp rút tìm kiếm nhân sự cho nhà máy sản xuất vaccine công nghệ Mỹ. Mercedes EQE, bản chạy điện của E-Class lộ diện. Elon Musk, Tim Cook nói gì về tin đồn muốn làm CEO Apple của Elon? Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Bầu Đức gửi thư cho cổ đông chỉ rõ ngành nghề chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai. Chiều ngày 30 tháng 7, 2021, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai đã có thư gửi cổ đông nhằm cập nhật hoạt động công ty do nhận thấy có nhiều cổ đông quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của tập đoàn. Theo Bầu Đức, thì ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Hoàng Anh Gia Lai hiện nay bao gồm: thứ nhất là ngành chăn nuôi. Dự kiến đến cuối năm 2021 thì tập đoàn sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm. Thứ hai là ngành cây ăn trái. Tập đoàn này sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 ha trồng các loại cây bao gồm chuối và cả các loại cây ăn trái khác. Riêng chuối thì tại thời điểm này, tập đoàn đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn trên 1 ha. Định hướng của Hoàng Anh Gia Lai là tập trung vào hai ngành nghề chủ lực này, đồng thời cũng duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên liệu, vật liệu sản xuất. Bầu Đức cũng cho biết, đến nay thì việc tái cơ cấu tài chính của công ty đã hoàn thành về cơ bản. Theo đó thì tình hình nợ của tập đoàn đã giảm một cách đáng kể, hiện chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV. Tập đoàn đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025. Lợi nhuận Vietcombank bất ngờ giảm sâu, lần đầu tiên đứng dưới VPBank, Techcombank. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank công bố báo cáo tài chính quý 2 2021. Theo đó thì lợi nhuận trước thuế kỳ này của Vietcombank là 4.938 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2020 thì lợi nhuận của Vietcombank đã giảm 14% và nếu như so với quý 1 2021, lợi nhuận giảm tới 43%. Đây là quý có lợi nhuận thấp nhất của Vietcombank kể từ cuối năm 2018. Còn so với các ngân hàng khác đã công bố lợi nhuận, Vietcombank đứng sau VPBank, Techcombank. Và đây cũng là lần đầu tiên mà lợi nhuận của Vietcombank thấp hơn so với các đối thủ, bởi vì đây là ngân hàng vẫn thường có báo lãi cao nhất trong hệ thống. Việc trích lập dự phòng tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2020 là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận của Vietcombank giảm mạnh. Tổng tài sản của ngân hàng này giảm khoảng 23.000 tỷ đồng so với đầu năm, xuống mức 1,304 triệu tỷ đồng. Tesla của Elon Musk thiệt hại vì đầu tư Bitcoin. Theo Forbes, một ngày sau khi bất ngờ công bố thu nhập quý 2 2021, nhà sản xuất ô tô điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ rằng giá trị nắm giữ Bitcoin của họ giảm mạnh hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong quý vừa qua. Trước đó thì vào cuối tháng 3 là khoảng 2,5 tỷ đô, khi mà thị trường chưa xảy ra sự kiện rớt giá khủng khiếp vào giữa tháng 4. Sự kiện đồng Bitcoin bất ngờ giảm giá tới 40% vào ngày 19 tháng 4 đã xóa sạch gần như tất cả lợi nhuận mà Tesla kiếm được từ khoản đầu tư 1,5 tỷ đô ban đầu. Trong một công bố chính thức ngày 27 tháng 7, Tesla đã tiết lộ rằng giá trị đầu tư của họ vào tiền điện tử, cụ thể là đồng Bitcoin, hiện nay còn gần 1,5 tỷ đô, giảm khoảng 1 tỷ đô so với mức ghi nhận vào ngày 31 tháng 3. Bên cạnh đó, thì Tesla cũng báo cáo khoản lỗ trị giá 23 triệu đô được trừ vào lợi nhuận tổng thể trong quý 2 2021. Nguyên nhân là vì lưu giữ Bitcoin. Điều này cũng phản ánh được sự thay đổi về giá trị của Bitcoin so với thời điểm đầu tư ban đầu của Tesla. Vingroup gấp rút tìm kiếm nhân sự cho nhà máy sản xuất vaccine công nghệ Mỹ. Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup hiện nay đang hợp tác với Arcturus trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam từ tháng 8 2021. Và nếu như thành công thì nhà máy của Vingroup sẽ có năng lực sản xuất từ 100 đến 200 triệu liều vaccine hàng năm. Đầu tháng 6 2021, Vingroup thành lập công ty VinBioCare JSC với nhiệm vụ trước mắt là hợp tác nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 từ nước ngoài, tiến đến tự chủ về mặt vaccine. Với mục tiêu đầy tham vọng này, tập đoàn đang tìm kiếm nhân sự trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến R&D vaccine, dược phẩm và quản lý sản xuất. Cụ thể hơn, các vị trí đang được đăng tuyển bao gồm giám đốc công thức và hoàn thiện sản phẩm, giám đốc đóng gói,
trưởng bộ phận tuân thủ và các vấn đề quy định của CMC, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng phát triển, quản lý xác thực, trưởng phòng QC, quản lý kho. Mercedes EQE, bản chạy điện của E-Class lộ diện. Theo hãng xe Đức giải thích, EQE định vị như một sự thay thế cho dòng E-Class. EQE thiết kế với ngoại hình khí động học hơn, phần nắp capo ngắn, chiều dài cơ sở thì dài hơn. Thiết kế của EQE sẽ phá vỡ đi truyền thống theo Autoblog. Từ những hình ảnh rò rỉ thì cho thấy được rằng là phần nóc xe với đường mái hình vòm vuông xuống đuôi ngắn, cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới. Tương tự thì Mercedes-Maybach sẽ giới thiệu một bản concept điện với thông điệp 100 năm của ô tô hạng sang truyền thống chuyển sang một kỷ nguyên xe điện mới. Theo kế hoạch thì Mercedes sẽ trình làng 8 mẫu xe tại triển lãm ô tô Munich, bao gồm 5 mẫu xe điện, 1 mẫu hybrid hoặc một chiếc plug-in hybrid GT73e với 800 mã lực, bản bọc thép của S-Class mới và chiếc C-Class Autoland. Elon Musk, Tim Cook nói gì về tin đồn muốn làm CEO Apple của Elon? Theo một cuốn sách sắp ra mắt, CEO Apple Tim Cook đã gọi cho Elon để nói về việc tiếp quản Tesla. Cuộc thảo luận sáp nhập này đã kết thúc sau khi mà Musk nói rằng muốn thay Cook làm CEO Apple như một phần của thỏa thuận. Cuốn sách với tựa đề Power Play Tesla, Elon Musk and the Best of a Century đã nói rằng Elon và Cook đã đàm phán về một thương vụ qua điện thoại khi mà Elon nói rằng ông muốn trở thành CEO của Apple. Còn Tim Cook thì đã nói và tắt máy. Trong khi đây là một câu thú vị thì Elon phủ nhận điều đó từng diễn ra. Ông nói trên Twitter rằng Tim Cook và tôi chưa từng nói hoặc là gửi email cho nhau. Elon cho biết ông từng muốn gặp Tim để bàn về việc bán hãng xe điện cho Apple trong những ngày đen tối nhất của chương trình Model 3. Nhưng Tim thì đã từ chối gặp mặt. Theo Elon, giá trị của Tesla khi đó chỉ bằng 6% so với bây giờ. Tim Cook cũng đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 2021 rằng tôi chưa từng nói chuyện với Elon, mặc dù tôi dành sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn cho công ty mà anh ấy xây dựng. Tuy nhiên, theo Countermark, Tim Higgins là một phóng viên của Wall Street Journal, thì đây không phải là loại chuyện mà một người như ông ta có thể nói dối. Câu chuyện hợp lý nhất có thể xảy ra đó là Apple ít nhất đã nói chuyện với Elon về việc mua lại Tesla. Apple được cho là đã tự thiết kế một mẫu ô tô điện tự lái trong gần một thập kỷ qua. Tesla chắc chắn sẽ là đối thủ hàng đầu của Apple nếu như mẫu xe này ra mắt trong một vài năm tới đây. Tuy nhiên, CEO của Apple, Tim Cook, chắc chắn không hứng thú với việc bị thay thế bởi Elon Musk. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.